Vậy là mình thả cái bài cá bánh tay thí sinh vô cái phòng thí sinh nha mình. Để mình nhanh em thì đây là bài cá bắt ta mà cá nó dạng này mình dạng ra thì mình lấy mình nuôi thí sinh ha, thì mình nuôi trong cái hồ thí sinh là cái thí sinh của mình ha. Thì cái thí sinh này trong hồ này mình đang nuôi ba dòng như này, dòng là dòng Như Quỳnh như này. Như Quỳnh thì nó cũng lọc nước nè em, nó lọc nước này thì nó che mát nước cho cá, nhất là những cái hồ cá ngoài trời lắm nè. Thì cái này là mình bán 3k một nhánh nha nè, 3k một nhánh ha. Cái này là cái Âu Thái nha nè, cái Âu Thái thì bên mình bán cho anh em là 5k, 5k một nhánh nha. Đó, cái Âu Thái thì nó cũng lọc nước nè, che mát nước cho cá luôn nha. Nó bọt mà nước nó ra những cái bông li ti màu vàng rất đẹp nha nè. Bông màu vàng ha, còn đây là cái lan nước cho nè. Cái lan nước thì bên mình cũng bán cho anh em là 3k một nhánh nè, một nhánh thì nó cũng rẻ ha. Cũng rẻ thì mình sẽ cắt và bán cho anh em. Cái hồ thí sinh này thì